phải nói là nói lời chân thành cảm ơn từ tận con tim của chúng tôi đối với tất cả quý vị khán giả đã dành một thời gian rất quý báu của chúng tôi mùng 2 Tết đã có mặt tại khán phòng này để ủng hộ cho sân khấu Phúc Thảo. Phải nói là đây là một kỷ niệm rất đẹp cho sân khấu Phúc Thảo, một ấn tượng rất là đặc biệt đối với chúng tôi, bởi vì quý vị là những người khách đầu tiên của chúng tôi trong năm mới, những vị khách mà chúng tôi cảm thấy rằng đó là một cái điều hạnh phúc lắm. Các bạn mới dành cái thời gian đặc biệt quan trọng trong một năm thế này để dành cho sân khấu Phúc Thảo. Phải nói là tôi rất cảm ơn những người bạn cùng diễn với tôi. Chắc có lẽ là Linh Tý và Đức Tâm sẽ có đôi lời đối với khán giả, những người bạn cùng chúng tôi tạo điều lên sân khấu hàng. Xin mời. Dạ, chồng của con em là Linh Tý Đức Tâm cũng rất là vui và xúc động. Thì tâm lòng của quý cô chú anh chị dành cho và đặc biệt là bé Hồng Loan, một người rất là nhiệt tình với sân khấu của Phúc Thảo. Đúng rồi, ở đây khán giả Hồng Loan rất là nhiều nha. Bấm dừng cô gái, bấm dừng cô gái, đưa đầu cho em. Đi lên quay. Cảm ơn bà nghệ sĩ của cũng giúp cho chúng tôi rất nhiều, đó là nghệ sĩ Bách Thắng. Ok, là mùng 2 Tết. Tôi gặp mặt quý vị khán giả đây trong buổi như này thì rất là hạnh phúc, như các anh chị nghệ sĩ hôm nay rất là hạnh phúc, rất là xúc động khi được mọi người luôn luôn ủng hộ. Đây là thêm một cái địa điểm mới, một ngôi nhà mới của sân khấu Phúc Thảo. Nhưng hy vọng rằng sắp tới đây không có truyền thông nào bằng những cái lời chia sẻ của quý vị trên những trang mạng xã hội để cho nhiều khán giả được biết đến với sân khấu Phúc Thảo, đến với sẽ có một thảo ủng hộ cho các nghệ sĩ ở đây. Các bạn ơi, các bạn có thể vào fanpage của sân khấu Phúc Thảo và một diễn viên rất trẻ của chúng tôi, đó là bạn Trường Phúc, có duyên không ạ? Rất có duyên. Phúc có đôi lời chúc mừng năm mới với tất cả quý vị khán giả ở đây. Dạ, con thì cũng xin được chúc tất cả mọi người một năm mới giáp thìn năm 2024 cho tất cả những người ở đây cũng như là tại gia đình của mình một năm mới giàu. Dạ. Dạ, một bạn cũng không còn trẻ nữa, đó là bạn Kim Quốc Nhân. Rồi có thể nói vài lời với quý vị đó. Hello mọi người có thương em không? Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và lúc nào làm đâu thành công đó. Và một bạn diễn rất là nặng ký của chúng tôi, bạn Mai Kim Liên. Liên ơi, chia sẻ những lời nặng ký đi con. Dạ, con em rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã ghé đến sân khấu Thành Phúc Thảo. Chúng ta có mắt được xuống nhận những hoạt con diễn. Đây là lần đầu tiên con được diễn, rất là may mắn khi mà con được diễn ở sân khấu lớn gì nữa. Tết hôm nay là con bỏ nhà dưới quê, hôm nay con diễn con nhiều hơn Tết luôn. Con rất là mê. Ngày hôm nay con diễn đây mọi người với mọi người cười coi này cũng rất là đã, cũng rất là máu. Con mong rằng là cô chú anh chị sẽ ủng hộ sân khấu Thành Phúc Thảo. Nhưng mà chúng ta mới cần phương nhuận à. Dạ. Dạ, chúc mừng một năm mới thật là nhiều sức khỏe, là nhiều có sức khỏe, không có đăng, tất cả mọi người. Dạ, bây giờ mình có thể đồng thanh một lời chúc gửi tới quý khán giả là thôi là. Đúng rồi, chúng ta đồng thanh nha. Thì không có quen phát biểu, cái này là cái máy lo phát thanh. Nên đồng thanh cùng với mọi người nha. Chúc mừng mọi người có một năm mới thật là. Và bây giờ mình sẽ có thể lên đây để chụp hình với tất cả các nghệ sĩ của chúng tôi. Mà bạn đang chụp hình cũng được. Dạ, xin mời chúng ta. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi.
Rất nhiều khán giả để chụp hình của chị Hồng Loan, bô vai chị Hồng Loan kính luôn cô chú anh chị ơi. Rất nhiều, đây là Linh Tý nè, Bách Trâm. Hồi nãy bọn em đi công chuyện gì không kịp cho nên là dạ chị vô không tới chị chụp ngược lại để qua Tết đi, để qua Tết có gì nhậu. Dạ chị vậy. Thằng hôm bộ Linh Tý Bách Trâm với Hồng Loan không à? Vô luôn anh tí, vô luôn anh tí, vô lên tí. Mới chịu cho. Dạ, chị Loan nha. Ủa bây giờ quên em tới hả? Dạ không vậy. Bây giờ mình đâu? Dạ em đi đón chị về. Bảo vệ chị mà. Bữa nay bọn em tới trễ. Tới trễ. Dạ. À, thôi xin kết thúc clip này của chú anh chị ơi.